Hello mọi người, hôm nay mình rất là hào hứng khi được cùng các bạn mở hộp một cái siêu phẩm tai nghe hoàn toàn mới có tên là Fio FH9. Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nha. Trong bộ phụ kiện chúng ta sẽ được cung cấp một cái hộp da. Bên trong được lót vải như thế này. Và một cái dụng cụ giúp anh em tháo nhanh connector. Hai cặp ống dẫn âm thay thế. Bên dưới này chúng ta sẽ có thêm hai cái module chân cắm là Balance 2.5 và 4.4, một cái chổi vệ sinh, một cái kẹp nam châm để quấn dây và cuối cùng là 15 bộ e-tips đủ các cái thể loại cho anh em lựa chọn. Xét riêng về ngoại hình thì mình thích em này nhất trong số những chiếc tai nghe đã từng được Fio cho ra mắt từ trước tới nay, vì lớp vỏ ngoài màu xám này được tạo thành từ hợp kim titan, họa tiết được cắt xẻ trên những cái lỗ thoát hơi cũng rất là cá tính, mạnh mẽ. Phần connector MMCS uốn cong này được làm từ thép không rỉ trùng với tông màu chủ đạo của housing luôn. Fio đã mất khoảng 2 năm để nghiên cứu và cho ra đời chiếc tai nghe hybrid này với tổng cộng 7 driver, trong đó có 6 PA và một dynamic để tiếp thêm lửa cho dãy trầm. Có vẻ như đây là một chiếc tai nghe không quá khó kéo với độ nhạy 108 dB và 18 ohm trở kháng, giải tần đáp ứng là từ 10 cho tới 40 kHz. Đi kèm với FH9 là một sợi dây bạc tinh khiết 8 lõi với 28 sợi trong mỗi lõi. Ngoài jack cắm 3.5 mặc định, anh em có thể tháo rời và thay thế nó bằng hai cái jack balance mà lúc nãy mình có giới thiệu. Theo mình, 14,5 triệu đồng không phải là mức giá quá đắt đỏ so với những gì mà FH9 mang lại. Anh em nào quan tâm thì có thể ghé trực tiếp Bakashop để trải nghiệm nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.